thấy là vừa nãy Acer đã giới thiệu rất hoành tráng với phiên bản một chiếc laptop cực kỳ đặc biệt có trang bị cấu hình khủng long. Và thiết kế của nó cũng vô cùng đặc biệt. Chiếc máy này năm ngoái có giá bán lên đến cả 100 triệu đồng. Chỉ sau một năm thì hiện nay mình xách về sẽ bán cho các bạn ở mức giá đó là 65 triệu đồng. Sau khi mình review phiên bản này, các bạn lưu ý thì Acer bây giờ cũng đã ra phiên bản mới như này, nhưng trang bị chip đời 10 mạnh mẽ hơn. Và bây giờ thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng khui hộp đó. Sau đó là gì? Chúng ta sẽ test thử xem chiếc máy này là như nào các bạn nhé. Thực ra là ngoài nó đắt quá, mình cũng không có điều kiện kinh tế để mua về để review các bạn. Chỉ sau một năm thì giá bán nó như này thì mình nghĩ nó là quá ok rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ khui hộp luôn. Vâng, thưa các bạn, là chiếc máy kể cả cái hộp của nó đã hoành tráng rồi, rất là to đúng không? Rất là bự luôn. Đây, một logo Predator này. Đây là cấu hình của máy này, các bạn sẽ nhìn này. Hơi nhỏ một chút, chúng ta sẽ có một em i7-9750H này, 17.3 inch UHD, có nghĩa là màn hình 4K, có hỗ trợ cảm ứng này. NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB các bạn nhá. Quả này kinh khủng đấy, RAM 32GB. SSD 512GB cộng 512GB. Vị trí là chúng ta có chế độ chạy RAID 1TB nhưng chỉ có thể sử dụng được 512GB thôi. Wi-Fi này các bạn sẽ thấy AC này, BT này. Đấy, em này ác đấy. Webcam Full HD này. Pin 72W này. Bây giờ là khui luôn nhá. Tiếp đó đấy. Các bạn có nhớ thì năm ngoái Acer đã có con Predator 21X, con này cũng cực kỳ khủng khiếp, màn to bự luôn. Ai chà, sạc này, bỏ đấy. Ai chà 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 chà, nặng. Sạc thì nặng, úi chà, bự ghê. Một cáp nguồn này, giống như cáp 13. Chà, quả sạc to như M6008 ngày xưa luôn. 7-6008 đúng. Lặng cả cân luôn. Này các bạn sẽ thấy này, rất to luôn, bự luôn. Con này xem bao nhiêu đây, 330W các bạn. Úi chà ôi, gớm mặt luôn. Thực ra mà oát nó không to thì cũng không kéo được cái máy này. Nặng lắm các bạn. Rất sang, rất chảnh luôn. Cả máy trăm củ cơ mà, không sang chảnh làm sao được. À chà chà. Ôi, nặng quá các bạn ạ. Đây, siêu phẩm. Vâng thưa các bạn, nếu mà nhìn ở trên bàn đây thì tớ nhìn nó chả giống một chiếc laptop cả. Có lẽ là một thiết bị của tương lai đúng không? Giống một thiết bị giống như cái máy hoặc là một cái PC thì đúng hơn. Vỏ máy bằng hợp kim nhôm và trọng lượng tổng thể của máy lên đến 4,4 kg. Cầm hai tay cũng đã thấy lặng rồi. Chúng ta sẽ có một logo Predator. Và khi bật máy lên cái logo này sáng màu xanh các bạn nhé. Vỏ máy bằng hợp kim nhôm. Con này nhôm nghe có vẻ là khá là bám vân tay. Các bạn có thể nhìn thấy là tay mồ hôi nó bám luôn này. Đó. Có hai chục bản lề rất là bá đạo luôn này. Mở máy lên nhá. Đó. Và bản lề này thì nó sẽ có chức năng là xoay cả cái màn hình như này. Đấy. Đây này. Ok đấy. Nhưng mà nhìn có vẻ hơi phô một chút đúng không các bạn? Hơi phô. Đằng sau đây các bạn sẽ thấy là hai hốc tản nhiệt rất lớn này, cổng sạc này, cổng HDMI để chúng ta kết nối ra bên ngoài, cổng DisplayPort để chúng ta kết nối ra màn hình này, một hai cổng ra màn hình này. Bên cạnh phải của mình thì sẽ có một hốc tản nhiệt nữa ở đây, nhưng mà nó khá xa như này, các bạn để tay cũng khá là thoải mái. Chúng ta sẽ có một cổng LAN đây, cổng USB 3.0, cổng USB Type-C và cổng Thunderbolt. Thunderbolt 3 sẽ hỗ trợ các bạn kết nối ra bên ngoài băng thông lớn lên đến 40GB một giây và có thể kết nối ra màn hình 6K và kết nối thêm cả EGPU thì bật nguồn ở đây các bạn này. Đây là lỗ khóa máy nha, nhiều bạn không biết cái lỗ này là lỗ gì để khóa máy ở siêu thị đấy các bạn ạ. Đằng trước này, hai hốc của nó này, hai hốc loa này, một loét thiết kế tối giản này, mở máy này, hai hốc loa to đùng này. Ở bên này thì một cái hốc tản nhiệt cũng khá lớn này, cổng USB này, cổng phone, cổng mic này, giao tiếp 3.5 này. À, đây nó thiết kế thêm cổng USB giấu ở đây. Đấy, cái này để làm gì đây? Chà chà, bên dưới của máy này các bạn ơi. Bốn cái lúm này để trên mặt phẳng mà không bị cập kênh. Màn hình 17 mình cảm giác nó rất là to, rất là bự bởi thêm hai cái này nữa này. Những cái hốc này sẽ hút không khí vào và tản khí nóng ra bốn cái ống này. Đây và đây.
đẩy khí nóng ra bên ngoài. Đây là những thông số kỹ thuật thị trường xuất xưởng thì đều có những ở đấy hết các bạn nhá. Bây giờ tớ sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá luôn. Nội tạng bên trong con này nó thiết kế gì mà khủng như này. Vâng, thưa các bạn, để tháo con máy này ra cũng hơi vất vả. Tớ thấy quả pin bên trong là to nhất này. Quả pin với dung lượng của nó lên đến 4570 AH. Nói chung là với màn hình to cảm ứng 4K này thì không hy vọng chiếc máy sẽ duy trì thời lượng pin dùng được nhiều. Mình nghĩ là dùng căng được khoảng 2 tiếng mà dùng văn phòng khoảng 3 đến hơn 3 giờ một chút thôi. Máy có 2 slot cắm RAM thì mình đã cắm 2 que 16. Ở đây chúng ta sẽ có là 32GB RAM. Chưa nâng cấp thử xem có nâng cấp được 64GB không. Nhưng thông thường một chiếc máy chơi game thì 32GB cũng đã là khủng rồi. Kể cả các bạn có thể edit video 4K hay các định dạng phần mềm thì 32GB khá ok. Còn về phần ống đồng ở đây chúng ta sẽ thấy là 1, 2, 3 3 cộng 7 ống đồng, 7 ống đồng dẫn nhiệt, 2 quạt bên trong. Còn chipset ở bên cạnh cái wifi này, còn wifi này, kính này cả CPU và GPU được gắn chết trên bo main là chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Vâng, thứ ba là chúng ta chưa nhìn thấy ổ cứng đâu, thì các bạn phải tháo cái cáp lối giữa bo USB và tháo cái phần tản đồng ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai ổ cứng chạy tính năng RAID. RAID là gì? Có nghĩa là tự động sao lưu dữ liệu. Mặc dù bên trong máy sẽ hai ổ cứng SSD 512GB nhưng chúng ta chỉ được tính là một ổ đó các bạn nhé. Và chiếc máy này sẽ không nâng cấp được ổ cứng cơ bởi vì các bạn sẽ thấy là không có khe cắm. Máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp tối đa ở đây thì chúng ta sẽ lắp hai ổ cứng 2TB SSD đi thì nó là 4TB chiếc máy này. Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp vào test cho các bạn xem chiếc máy nó chạy như nào. Ok hay không nhá. Vâng, thưa các bạn, nếu mà nhìn ở mặt trước thì chúng ta sẽ một quả màn hình bá đạo. Bây giờ thì những chiếc máy hầu hết tiêu chuẩn đó là viền màn hình mỏng. Nhưng thưa các bạn thì Acer làm lại hoàn toàn ngược lại là chúng ta sẽ có một cái thiết kế viền màn hình rất dày. Nhưng cái ưu điểm của nó này, các bạn sẽ thấy nhá. Đó. Và nếu nhìn ở trên màn hình thì các bạn sẽ thấy nó không thể mở ngược từ đằng sau mà nó chỉ mở được như này. Đấy. Đây. Đó. Đây. Và công nghệ 4K UHD. Thực ra mình nhìn cái này thì mình nhìn giống màn hình máy PC thì đúng hơn. Và nó sẽ có hỗ trợ G-Sync chống phân mảnh màn hình mà chúng ta sẽ có một lớp kính Gorilla bên ngoài và có chữ Predator. Nhìn vào đây rất là sang trọng. Và các bạn sẽ nhìn thấy này. Quả quạt này bà đạo không? Phần này thì nó làm để hở như này. Và có led sáng xanh này, buổi tối nhìn rất là đẹp. Các bạn sẽ nhìn này. Lưu ý đừng có rơi cái gì vào đây nhá, vỡ cái là hự đây anh em ạ. Này, phần hốc để tản nhiệt này. Có phím này. Đây là phím các phím ứng dụng này, bên trên này. Đây là phím cơ đấy các bạn nhá. Này. Đó, bấm xuống nắp. À. Thưa các bạn, nếu các bạn muốn chuyển đổi để bấm sang bàn phím số thì các bạn sẽ thấy đây cái loop pad, các bạn nhấn 2 lần vào đây. Đó. Thì nó hiện cái loop pad này lên. Phím điều hướng này. Và led RGB các bạn nhìn thấy rất đẹp đúng không? Hai cái hốc loa bên trên này thì bấm chuột của nó bấm sướng lắm này, đánh tách luôn. Thực tế nếu mà có sướng thì cũng không thể sướng bằng một cái bàn phím từ bên ngoài chúng ta cắm vào mới sướng này. Mình sẽ bây giờ kiểm tra các tác vụ bên trong nào. Đang test ổ cứng nha, các bạn thấy chế độ chạy RAID hai ổ cứng này. Ui dồi, tốc độ đọc lên đến 3,4 gần 3,5GB, ghi cũng hơn 3GB, khủng đấy. Đấy, các bạn muốn xe chuột thì bấm cái này đi nhá. Mình sẽ xem bên trong nào. Quả này bấm nhạy thế. Bluetooth này. Các bạn sẽ thấy là Bluetooth quả này quá ngon luôn. Hỗ trợ kết nối các tín hiệu không dây, hình ảnh, âm thanh ra bên ngoài. Camera Full HD nhá. Camera Full HD sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, họp trực tuyến, học online cực kỳ tốt luôn. Full thì càng LED. Đây là chế độ con này ổ Intel nhá, chạy chế độ RAID đấy. Vega của nó này. RTX 2080. Mới nhất đấy, hỗ trợ nền tảng mới nhất là Ray Tracing đấy. Băng thông lên đến 14GB một giây, ái giả còn wifi của nó này. Bluetooth, wifi đầy đủ luôn, 9560, 160GHz. Và quả LAN của nó là Killer này, E3000, tốc độ 2,5GB, gớm đấy. Quả này truyền tải sức mạnh kinh khủng khiếp. Còn CPU thì hơi còi một chút các bạn ạ, nó chỉ dùng i7-9750H thôi, còn chip này hoàn toàn bình thường. Con này lẽ ra là con i9, mà con i9 hơn trăm củ thì quá đắt. Đấy, màn hình cảm ứng đấy, ngon không? Con này màn hình cảm ứng đa điểm thì các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng tay bấm bình thường. Đây, quả màn hình phát này. Ôi dồi, quả phím bấm xương thế, phím cơ. Nhưng không biết các bạn có thích dùng phím cơ hay không, nhưng nếu mà buổi tối dùng phím cơ bấm cứ tách 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 tách. Này này, đó. Này các bạn sẽ thấy này, màn hình nó cũng đẹp đấy, sắc nét ghê. Này nào, mọi thứ rất là nhanh, wifi gì. Đây, các bạn thấy đó.
Ở lên mạng chỉ thích ngắm người đẹp thôi, không biết các bạn có giống mình không. Đấy. Anh em chúng ta hoàn toàn có thể dùng tay vuốt như này. Đối với các họa sĩ bây giờ là các bạn mà dùng các phần mềm liên quan đến màn hình cảm ứng mà chấm chấm chọc chọc thì sướng luôn. Nó nhạy lắm. Đấy, các bạn thấy là rất là nhạy luôn này. Các bạn mặc kiểu gì đây? À, các bạn nhìn nhá. Đó, rất tiện. Cảm ứng rất nhạy luôn. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm Predator Sen. Đây là phần mềm chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ thông số kỹ thuật bên trong của chiếc máy. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy là các chế độ quạt này. Đó, rất là tiện luôn. CPU, GPU, mọi thứ đang hoạt động. Các tính năng khác này. Bàn phím rồi chỉnh rất là nhiều. Đây là rất là nhiều chế độ phím. À, quạt chạy bao nhiêu nhìn hết này. À, rất là tiện dụng luôn. Đó, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều tính năng. Con này có tích hợp Waymax Audio này, âm thanh giả lập, âm thanh vòm, tí mình test luôn. Vâng, thưa các bạn thì chú ý nhé, bởi vì màn hình mà có kính ở bên ngoài ấy, nó sẽ khá phản chiếu vào cái chúng ta nhìn vào. Các bạn có thể nhìn thấy bên trong luôn. Cái này thì thực ra mình cũng không thích cho lắm đâu. Bây giờ thì mình sẽ test khả năng render của CPU và GPU qua phần mềm Siemens nhé. Vâng, thưa các bạn thì việc tối ưu, các bạn sẽ thấy là điểm số Siemens của CPU lên đến 1255 CB, cao hơn khoảng 10% so với những chiếc máy thông thường. Các bạn lưu ý là CPU này gắn chết trên bo main mà chỉ có 6 lõi 12 luồng thôi, gắn chết trên bo mạch chủ, không thể nâng cấp, và cả GPU cũng vậy. Ở đây thì mình đang test đồ họa mô phỏng 4D của GPU đó là RTX 2080. Con GPU này cực kỳ khỏe và mạnh nhất hiện nay. 8GB các bạn nhá, trên laptop nhá. Các bạn thấy là mô phỏng thì không phải suy nghĩ đâu, ông chạy quá khủng khiếp luôn, không hề giật lag gì. CPU càng khỏe, GPU càng khỏe sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa chơi game càng tốt. Đây, các bạn sẽ thấy điểm số ngay bây giờ. FPS, hoàn toàn có thể làm đồ họa mô phỏng cày kéo lên chiếc máy này quá là bình thường luôn các bạn ạ, bởi vì cấu hình nó khỏe mà. Vâng, thưa các bạn thì màn hình của chiếc Acer này rất khủng luôn. Predator chín tông 900 có tỷ lệ bao phủ màu lên đến 167% gam mút các bạn ạ. 167% cao hơn các mức trung bình là 148% rất nhiều. Và độ sáng của màn hình đạt đó là 324 nits các bạn nhé. Nói chung độ sáng ổn và tỷ lệ bao phủ màu đẳng cấp luôn, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm cày kéo các phần mềm đồ họa mà in ấn lĩnh vực thời trang hay bất kỳ lĩnh vực gì mà chúng ta cần một chiếc màn hình chính xác thì đây là một màn hình ok luôn. Mình sẽ bật thử âm thanh to hết cỡ luôn nhá. Vâng, thưa các bạn thì mặc dù được trang nghệ Waymax Audio thì nhưng mà các bạn thể thấy là âm thanh của máy không được lớn cho lắm. Có lẽ trong sản phẩm này thì kết nối qua Bluetooth hoặc cắm qua cổng tín hiệu bo mạch thì chúng ta sẽ có chất lượng âm thanh tuyệt vời. Còn với mình thì mình nghe như này thì bình thường thôi. Góc nhìn của màn hình IPS thì sẽ vẫn đạt là 178 độ. Đây, các bạn thấy này. Nếu mà các bạn nghe đập trước như này thì các bạn sẽ nghe thấy cả âm thanh ở đây. Âm thanh ở bên nó vọng lại. Màn hình to thật đấy. Vâng, thưa các bạn thì mình đang test full mắt. Thực tế mà nói thì chiếc máy nó to và nặng như này, với hệ thống tản nhiệt bên trong thì khủng như này, thì chắc chắn nặng bao giờ nóng đúng không? Đấy, các bạn thấy là mức nhiệt độ hiển thị của full mắt thì nó sẽ ở ngưỡng khoảng hơn 70 độ. GPU lại rất là mát mẻ, chỉ hơn 60 độ thôi. Máy chạy rất là êm. Nhưng nếu các bạn cần turbo quạt thì các bạn có thể bật tính năng như vừa rồi cho quạt nó chạy mát hơn. Đó. Đây nha các bạn nha, nút turbo quạt đây nha. Máy sẽ chắc chắn sẽ giảm nhiệt độ xuống. Bây giờ mình sẽ cho chạy một lúc. Nhưng bật chế độ này lên thì các bạn nghe thấy là rất là ồn luôn. Nhìn này rất là đẹp. Này rất là hiện đại luôn. Nhiệt độ sẽ dừng lại ở ngưỡng là CPU khoảng hơn 76 độ và GPU sẽ ở mức 68 độ. Cái quạt của phiên bản Acer chúng ta đang có lấy cảm ứng từ cơ chế bay của cú im lặng các bạn ạ. Bên trong có 59 lưỡi dao, lưỡi dao sinh học kiểu như 59 cái lưỡi, có nghĩa là cái 59 cái cánh đấy các bạn. Đấy. Và các dòng cánh rất là mỏng theo thiết kế 3D, tăng cưa. Đấy, các bạn thấy là nó làm mát rất là tốt. Vâng, thưa các bạn thì với phiên bản Acer Predator chín tông 900 có lẽ phải dành cho các nhà dựng phim chuyên nghiệp. Các bạn sẽ thấy những định dạng edit video 4K mình sẽ test thử trên một đoạn video hơn 1 phút chiếc máy nó chạy như nào nhé. 1, 2, 3. Với sức mạnh của i7 và RTX 2080 thì không có gì phải bàn cãi, bởi mức giá của nó đã nói lên tất cả rồi. Sức mạnh của nó và cấu hình của nó đã nói lên hết rồi. Đấy, các bạn sẽ thấy khả năng render của chiếc máy này. Lưu ý với các bạn đây là nút turbo nhá, các bạn cần mát thì bấm vào đây cho nó chạy. Đó.
Nếu mà render thật nặng thì chúng ta cứ bật tính năng này lên cho là mát hết công suất của chiếc máy này. Gió thổi ở đây phù hù luôn, rất nóng ở đây luôn. Với sức mạnh của RTX 2080 hỗ trợ Ray Tracing, hỗ trợ VR, tất cả những cái thuật toán về xử lý kỹ xảo, hình ảnh, chuyển động, các thứ thì chiếc máy chúng ta nó rất là ok. Các bạn thấy là với phiên bản RTX 2080 thì Edit Video thì nó lại không dùng nhiều, nó không chạy nhiều, nó chỉ có vài phần trăm thôi và chủ yếu nó ren bằng CPU. Mà với CPU 975MHz thì không phải là thế mạnh khi dựng Adobe các bạn ạ. Phần mềm này nó cho phép các bạn cân chỉnh từ nhân CUDA của cặp màn hình hay ren từ CPU thì các bạn có thể cân chỉnh qua phần mềm. Ở đây thì tớ đang chạy bằng CPU các bạn nhé. CPU luôn hoạt động ở mức 100%. Thực tế thì 975MHz thì con CPU này hoàn toàn bình thường thôi, nó chỉ khỏe thôi chứ không khủng. Chúng ta mất 1 phút 43 giây thì mới chạy xong các bạn ạ. Nói chung với sức mạnh của chiếc máy này thì chúng ta cân chỉnh thì không có phần mềm nào mà không có thể cài kéo trên phiên bản này. Đây, bây giờ là phần chơi game thì các bạn sẽ thấy sức mạnh của RTX 2080 nó mạnh như thế nào. Vâng, thưa các bạn, với công nghệ Ray Tracing các bạn sẽ thấy nó cái phần đổ bóng này, các bạn đã nhìn thấy hết này. Đây các bạn, đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó, đây là cái công nghệ mới sẽ được hỗ trợ tính năng này. Ở đây thì chúng ta đang chơi với phiên bản màn hình 4K mà mình để độ phân giải 4K thì mức FPS chúng ta đang kéo nó sẽ rất là nặng. Nó chỉ có hơn 50 FPS thôi. Và nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng 80 độ C và GPU ở ngưỡng khoảng 74 độ. À, hình ảnh nó chuyển động rất là mượt luôn. Nói chung thì với cấu hình này thì không phải suy nghĩ từ game bây giờ, game gì cũng kéo hết. Em ơi, game gì nhỉ? Quên mất này. Con chuột. À đây, game này thực ra cũng test trên rất là nhiều máy, Long đã cài cho mọi người rồi, game Control với phiên bản hỗ trợ Ray Tracing. Các bạn muốn chơi game hay thì chỉ có những tựa game offline, nó sẽ có hình ảnh đẹp nhất, trung thực nhất. Đây, các bạn nhìn người nó như thật luôn này. Đây, các bạn nhìn này, đó. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm thử phiên bản Acer Chiton 900, tớ đánh giá như này. Thực tế nếu mà nhìn vào đây thì là một cái gần như kiểu là thiết bị chuyên dụng dành cho các nhà dựng phim, các nhà dựng kỹ xảo. Hay các bạn có thể dùng các ứng dụng đồ họa chơi game nặng nhất trên chiếc máy này. Thiết kế đấy các bạn sẽ thấy nó cũng chả giống một chiếc laptop, cũng chả giống một chiếc PC. Trọng lượng lên đến 4,4 kg cộng quả cái sạc to tổ bố luôn. Có thể trọng lượng lên đến hơn 5 kg. Nhưng một số tình huống này chúng ta hoàn toàn có thể gập chiếc máy vào bê đi bê lại. Bởi vì hơn 5 kg thì chả có hề ấn gì, bê đi được hết. Chiếc máy có màn hình đẹp này, âm thanh thì hơi nhỏ, phải nói thế. Và ở đây thì khả năng tản nhiệt của chiếc máy thì cũng rất là ok. Nét phím mà mọi thứ nhìn rất hiện đại, đúng không ạ? Hỗ trợ màn hình cảm ứng rất nhạy. Con này thì các bạn sẽ thấy nó quả Lumpad này, nhìn rất là đẹp luôn à. Tầm 2 lần. Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy, và có thể gập chuột xuống như này. Đấy. Với mức giá tiền của nó bán lên đến 65 triệu đồng thì các bạn đều biết là giá này thì cũng không phải rẻ, không phải rẻ một tí nào đúng không? À. Đấy. Chắc có lẽ chỉ có các rich kid chúng ta mới có đủ khả năng để mua chiếc máy này. Còn nhược điểm thì mình thấy kể cả cái này, phần này cũng hơi bám vân tay và loa hơi nhỏ, mặc dù là có Waymark Audio. Có lẽ là phải kết nối thêm các thiết bị âm thanh bên ngoài, nghe mình sướng được. Wi-Fi mạnh, cổng LAN cũng rất là nhanh và ổ cứng SD chạy chế độ RAID. Chiếc máy này có thể biến thành chiếc máy chủ rất an toàn là các bạn, bởi vì tính năng chạy RAID cũng rất là ngon. RAM 32GB cũng tương đối đủ dùng. Bàn phím cơ bấm rất sướng với LED RGB, bắt mắt, nói chung đẹp. Và quả quạt nhìn lộ thiên, nhìn cũng ghê dạ phết, ra gì dạ phết. Nhưng với mức giá lên đến hơn 60 triệu đồng thì không phải đơn giản một chút nào. Bởi mức này, thứ nhất là các bạn phải có tài chính. Và thứ hai, công việc làm ổn định. Bởi vì chiếc máy này thực tế mua về chơi game cũng sướng, làm đồ họa cũng ok, cũng ngon. Còn chip thì mình thấy là hơi hự một chút. 975MHz thì nó hoàn toàn thường thôi. Còn màn hình của máy cũng rất là đẹp. Với màn hình hỗ trợ cảm ứng này các bạn có thể chấm chấm chọc chọc, hay các bạn có thể dùng vẽ trực tiếp trên cái màn hình này. Rất là ok, rất là ngon lành. Vâng, thưa các bạn ạ, chương trình đánh giá và trên tay dòng sản phẩm Acer Predator Chiton 900 khủng bố ngoài hành tinh của Acer của mình xin đây là các bạn nhá. Có những sản phẩm gì hay, độc đáo, mới lạ như dòng sản phẩm này mình mang lên đây giới thiệu cho mọi người. Nếu như mọi người, chiếc máy này có giá bán lên đến 65 triệu đồng đấy các bạn ạ. À quên, pin của con này cũng hơi hự đấy các bạn ạ, pin không tốt đâu nhá, chỉ dùng được hơn 1 tiếng thôi. Còn nếu các bạn dùng căng, dùng các phần mềm bình thường hơn 1 tiếng thì sử dụng các chế độ văn phòng đơn giản và màn hình để hơi tối có thể dùng được 3 giờ. Tóm lại thì đây có thể là biến thành một chiếc máy bàn thôi, không hy vọng gì pin.
bởi vì pin của nó không ăn thua. Vâng, thưa các bạn, là chương trình giới thiệu về phiên bản Acer Predator Chitong 900 của mình xin được khép lại. Có những sản phẩm gì độc đáo, mới lạ và khủng như này mình lại mang đây mổ xẻ và tư vấn cho mọi người. Hy vọng là các bạn ủng hộ kênh của mình bằng cách là đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh, thì chúng ta sẽ cập nhật toàn bộ những dòng sản phẩm mới nhất của laptop, MacBook hay các dòng sản phẩm công nghệ có tại shop công nghệ TND. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.